đây tiếp tục. Tiếp tục mở trận, tiếp tục mở trận. Bộ mình kia đông quá, đông quá. Hết rồi. Xe đặc chuẩn của quận Nam Vũ Linh nha. À, dạ, xe có đó, xe của nghệ sĩ quận Nam đây. Chỉ có đặc chuẩn là chỉ có chị Hồng Loan đi xe này thôi nha. Dạ, xe này là chỉ có quận Nam đi biểu diễn thôi. À, mẫu xe này mẫu gì ta? Này của hãng Toyota. Toyota phải không? Không biết mẫu là gì. À. Cái này cho bắt được nhiều. Đúng rồi. Đây, chị Hồng Loan. Đó, chị Hồng Loan chỉ được đi xe này thôi nha. À. Đây, xe đặc trưng của cậu Năm. À, cậu Năm Vũ Linh. À, đi tỉnh đi biểu diễn rồi là cậu Năm đi xe này nha. Nhưng mà cậu Năm bây giờ thì để lại cho chị Hồng Loan đi. À, đặc trưng. À, xe này là xe của cậu Năm Vũ Linh đây. Rồi chị Loan. Yeah.
hình vô chụp hình luôn nha. Tiếp tục ai cầm để tiếp. Đây để vô luôn. Giống không mấy chị, giống không? Giống y luôn ha. Dạ, y như lai đúng không? Dạ, quá đẹp, y như lai. Dạ. Rồi, có chị xúc động. Rồi vô để chú chặn cho vô.